thưa quý vị thời gian vừa qua với sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử cùng sự xuất hiện của hàng loạt sàn thương mại điện tử mới tại thị trường việt nam vấn đề quản lý trong lĩnh vực này lại một lần nữa được dư luận quan tâm Mới đây khi giải trình tại phiên thảo luận về ngân sách đầu tư công, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước cho biết, từ tuần sau cơ quan thuế sẽ có thêm công cụ mới để kiểm soát doanh thu mua bán trên các sàn thương mại điện tử. Thông tin này lập tức được cộng đồng mạng ủng hộ với mong mỏi siết chặt quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử cùng các nền tảng xuyên biên giới khác. Trí tuệ nhân tạo AI sẽ là bước tiến của ngành thuế trong việc kiểm soát doanh thu thuế với các sàn thương mại điện tử, nhất là các sàn xuyên biên giới. Đây là một trong những giải pháp mà cơ quan thuế đưa ra nhằm chống thất thu thuế qua kênh này. Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ như hiện nay, cộng đồng mạng đều tán thành việc cơ quan thuế đã linh hoạt, thay đổi cách thức quản lý và có những công cụ mới trong kỷ nguyên số. Đồng thời, cư dân mạng cũng hết sức ủng hộ việc cơ quan thuế tăng cường quản lý, giám sát để chống thất thu thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử. Ủng hộ siết chặt quản lý thuế với thương mại điện tử. Tôi thấy thương mại điện tử đang là vấn đề cần phải quản lý chặt, nếu không về lâu dài sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy tiêu cực như thất thu thuế, cạnh tranh vô hình không lành mạnh với các doanh nghiệp sản xuất trong nước, cần lưu tâm đến vấn đề này mua sắm online giờ đã thành xu hướng thói quen tiêu dùng phổ biến việc đánh thuế kiểm soát mua bán trên nền tảng này sẽ giúp làm trong sạch thị trường đảm bảo chất lượng hàng hóa dịch vụ đến tay người tiêu dùng công cụ quản lý không chỉ giúp chống thất thu ngân sách mà còn mang lại nhiều cái lợi cho khách hàng và ngay cả người kinh doanh việc đánh thuế và có thêm công cụ ai để kiểm soát chắc chắn sẽ mang lại thêm nguồn thu ngân sách đồng thời góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh công bằng bên cạnh công cụ mới chuẩn bị được áp dụng trong dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi cũng đề xuất sàn thương mại điện tử sẽ kê khai và nộp thuế thay người bán hàng nhiều ý kiến của cư dân mạng đồng tình với đề xuất này vì cho rằng nhờ đó thuế sẽ được đóng nhanh chính xác và đầy đủ hơn khi người bán tự kê khai đồng thời cũng nêu cao hiệu suất hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý thuế việc này cũng giúp siết chặt quản lý thuế đối với người bán hàng tránh tình trạng trốn thuế như nhiều vụ việc vừa xảy ra Tôi thấy các sàn thương mại điện tử hoàn toàn có thể nộp thuế thay cho người bán hàng. Số liệu kinh doanh và doanh thu của nhà bán hàng các sàn đều nắm, tiền bán hàng cũng do các sàn giữ lại. Việc còn lại là liên thông dữ liệu qua cơ quan thuế thôi, nếu để người bán hàng tự khai tự nộp thì còn lâu mới chính xác. Quá hay luôn đó ạ. Có thuế phí gì thì sàn trừ thuế luôn, hiệu quả và người bán hàng cũng thích vì nó minh bạch, đơn giản cho người bán, tránh trốn thuế. Tôi rất mong trên các sàn thương mại điện tử kê khai đúng và đủ số thuế để chúng tôi buôn bán offline có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng. Qua đây cũng kiểm soát được hàng chất lượng và hàng nhập lậu không có hóa đơn chứng từ. Những hàng không rõ nguồn gốc bây giờ nhan nhản trên các sàn làm những người buôn bán như chúng tôi nản. Sàn thương mại thu thuế luôn sẽ tiện cho người kinh doanh, đỡ phải lên chi cục thuế khai báo đơn hàng đã bán vì mỗi sàn có hàng triệu người kinh doanh giảm tải cho đơn vị thuế rất nhiều. Những năm gần đây, số thu thuế từ thương mại điện tử tăng đều qua các năm với sự tham gia không chỉ từ các doanh nghiệp trong nước mà còn từ các nền tảng xuyên quốc gia. Lũy kế từ tháng 3 năm 2022, thời điểm cổng thông tin dành cho các nhà cung cấp nước ngoài vận hành, các doanh nghiệp ngoại đã nộp trên 18.600 tỷ đồng thuế. Cộng đồng mạng rất phấn khởi với kết quả này, khẳng định ngành thuế đã áp dụng nhiều biện pháp hữu hiệu để chống thất thu thuế. Tuyệt vời, làm ăn tại Việt Nam cần phải tuân thủ pháp luật, đóng thuế đầy đủ. Những vi phạm đã nhắc nhở, các nền tảng cũng cần phải khắc phục nhanh. Thương mại điện tử xuyên biên giới nếu không kiểm soát tốt sẽ gây thất thoát thuế rất lớn, ủng hộ chính sách siết chặt quản lý thuế với mọi nền tảng. Tuyệt vời quá, thu thuế đối với các nền tảng nước ngoài là hợp lý, thời gian tới cần phải tăng cường hơn nữa vì thị trường Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng đóng thuế của các nền tảng xuyên biên giới ngày càng nhiều, cho thấy các biện pháp của ngành thuế đã hiệu quả, giúp tăng ngân sách đáng kể. Theo thông tin từ cơ quan thuế, đến cuối tháng 8 năm 2024 đã có 404 sản giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin. Cơ quan thuế đã quản lý khoảng 1,77 triệu tỷ đồng doanh thu của các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Số thuế đã nộp khoảng 78.000 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2023 những con số này cho thấy những kết quả tích cực của công tác quản lý thuế trong thời gian vừa qua